Tôi xin trân trọng giới thiệu thạc sĩ Bùi Thị Huyền Trang, khoa y học cổ truyền Bệnh viện Bạch Mai sẽ trình bày ứng dụng của đầu châm trong điều trị một số bệnh lý thần kinh. Xin bắt đầu. Xin cảm ơn. Kính thưa giáo sư Nguyễn Gia Bình, chủ trì buổi chẩn cùng các thầy cô và anh chị quý đồng nghiệp. Em là bác sĩ Bùi Thị Huyền Trang, hiện đang công tác tại khoa y học cổ truyền. Hôm nay em xin được đại diện để báo cáo cái chuyên đề ứng dụng của đầu châm trong điều trị một số bệnh lý thần kinh. Cái nội dung của phần báo cáo hôm nay thì sẽ gồm hai phần chính. Thứ nhất là cái phần đại cương về phương pháp đầu châm và phần thứ hai là phần nghiên cứu ứng dụng của phương pháp đầu châm trong điều trị một số bệnh lý thần kinh. Trước khi mà đi vào phần phương pháp đầu châm thì em xin nói lại một chút về cái phương pháp châm cứu truyền thống rất phổ biến hiện nay. Thì cái phương pháp châm cứu truyền thống đã xuất hiện khoảng hơn 2.500 năm trước công nguyên. Nó sử dụng các cái huyệt ở trên các cái đường kinh mạch và huyệt ngoài kinh, các huyệt mới và chọn huyệt theo lý luận của y học cổ truyền. Hiện nay thì có nhiều phương pháp châm cứu mới ra đời như đầu châm, nhĩ châm, túc châm, diện châm. Về cái cơ chế tác dụng của châm cứu truyền thống theo y học cổ truyền có hai cơ chế là điều hòa âm dương và điều chỉnh cơ năng hoạt động của hệ kinh lạc. Theo y học hiện đại có ba giả thuyết được đưa ra. Thứ nhất là các phản ứng tại chỗ khi châm hoặc cứu vào các huyệt gây ra các cung phản xạ mới, tác dụng ức chế hoặc phá vỡ các cung phản xạ bệnh lý. Thứ hai là các phản ứng tiết đoạn, ta sử dụng các cái huyệt ở vùng da thuộc tiết đoạn thần kinh liên quan đến cơ quan bị bệnh. Và thứ ba là các cái phản ứng toàn thân thông qua cái hệ thống thần kinh và thể dịch. Đây là cái hình ảnh của các cái đường kinh, 12 đường kinh chính ở trong cơ thể, thì nó phân bố dọc khắp cơ thể và các cái huyệt ở trên các cái đường kinh này cũng nằm ở khắp cơ thể, ở phần chân, tay và đầu. Tuy nhiên thì các cái huyệt ở trên các đường kinh này sẽ không giống với các cái vùng châm ở trong đầu châm. Và khi mà châm cứu đang phát triển thì các cái nhà lâm sàng thấy rằng có một cái mối quan hệ giữa đầu và não, và bác sĩ Tiêu Thuận Phát là bác sĩ phẫu thuật thần kinh đã với cái kiến thức về sinh lý học và giải phẫu thần kinh thì đã kết hợp với châm cứu truyền thống và ông được coi là người sáng lập ra cái phương pháp đầu châm. Phương pháp đầu châm thì là một phương pháp mới kết hợp giữa châm cứu truyền thống với các kiến thức y học hiện tại về các cái vùng chức năng của vỏ não. Và các chuyên gia cũng đều thống nhất rằng đầu châm là sử dụng các cái kỹ thuật đặc biệt để điều hòa và điều chỉnh cái chức năng hoạt động của não và cơ thể. Về lịch sử của đầu châm thì khoảng từ năm 1935 đã bắt đầu đưa ra cái ý tưởng có mối liên hệ giữa da đầu và vỏ não. Đến năm 1970 thì đầu châm được phát triển thành một hệ thống hoàn chỉnh. Các tác giả đóng góp lớn cho cái hệ thống này như Phương Vân Bằng, Tiêu Thuận Phát. Từ năm 1971 thì đầu châm được tách riêng ra khỏi hệ thống châm cứu cổ điển. Đến năm 1987 thì được công nhận tại Hội nghị Châm cứu Quốc tế. Năm 1991, Tổ chức Y tế Thế giới khu vực Thái Bình Dương đã tiêu chuẩn hóa đầu châm qua danh pháp châm cứu quốc tế các đường châm trên da đầu ký hiệu là MS và các đường châm ở da đầu sẽ tương ứng với các cái vùng chức năng của não. Hiện nay ở Việt Nam thì đầu châm còn khá mới mẻ và bước đầu được áp dụng tại các cơ sở y tế. Về cơ chế tác dụng của đầu châm theo y học cổ truyền, bệnh ở bên trong thì sẽ có biểu hiện ra bên ngoài. Liên hệ với các kinh mạch thì đầu là nơi hội tụ của các đường kinh dương đi qua mặt và toàn thân. Liên hệ với não thì hoạt động tinh thần của con người sẽ có cơ sở là não. Liên hệ với tạng phủ thì tinh khí của ngũ tạng lục phủ đều đi lên đầu. Về cơ chế của đầu châm theo y học hiện đại, thứ nhất là theo giải phẫu thần kinh, bản đồ các diện vỏ não của Bachmann năm 1909 đã được sử dụng trong phương pháp đầu châm. Các vùng như vùng 1, 2, 3, 4, vùng 4, 4, 4, 5, vùng 3, 9, 40, vùng 22, vùng 17. Giải phẫu thần kinh các cái diện chức năng của vỏ não thì các vùng ở trong đầu châm là sự quy chiếu tương ứng với vị trí của các diện chức năng của vỏ não bên trong. Khi mà kích thích vùng da đầu sẽ tác động đến vỏ não và các định khu, từ đó tác động lên cơ quan tương ứng trong cơ thể. Và với cái cảm giác khi châm ở da đầu có rất là nhiều thần kinh mạch máu. Với người bình thường thì khi châm sẽ có cảm giác đau ở da đầu và bộ phận tương ứng thì không có cảm giác. Với người bệnh thì sẽ có cảm giác tê, tức, nóng, ra mồ hôi ở bộ phận tương ứng. Đây là cái bản đồ chức năng, các diện chức năng của vỏ não. Các cái diện như diện vận động ở hồi trước trung tâm, diện cảm giác ở hồi sau trung tâm, diện tiếng nói Broca, diện thính giác, diện vẹt ních, diện nhìn là các cái diện mà được ứng dụng ở trong đầu châm. Cái hình ảnh phản chiếu của cơ thể ở trên cái diện cảm giác ở hồi sau trung tâm và diện vận động ở hồi trước trung tâm, đây là cái cơ sở để phân loại ra, phân chia hai cái vùng, hai cái khu ở trong đầu châm, đó là khu cảm giác và khu vận động. Về theo sinh lý y học hiện đại thì từ góc độ điện sinh lý, đầu là một thể điện rung lớn và khi châm vào da đầu sẽ tạo ra một dòng điện sinh học
lan truyền đến não, làm ảnh hưởng đến quá trình hưng phấn hoặc là ức chế thần kinh. Ở đây có một vài điểm khác nhau giữa châm cứu truyền thống và đầu châm. Với châm cứu truyền thống thì phương pháp chọn huyệt là liên quan đến học thuyết kinh lạc, lý luận của y học cổ truyền. Trong đầu châm, phương pháp chọn huyệt là các vùng da đầu quy chiếu tương ứng với diện chức năng của vỏ não. Về huyệt vị ở trong châm cứu truyền thống là một điểm nằm trên khắp cơ thể liên quan tới kinh mạch đi qua. Trong đầu châm thì là một vùng điều trị, kim châm sẽ được đưa vào toàn bộ vùng dưới da thuộc khu chức năng ở da đầu. Và châm cứu truyền thống thì đã được áp dụng từ rất lâu, có nhiều chuyên gia. Đầu châm hiện nay đang là một phương pháp mới. Về phân vùng châm da đầu, bước đầu tiên để phân vùng châm da đầu đó, chúng ta xác định các cái rãnh và các cái khe là các cái mốc giải phẫu, từ đó để là cơ sở để phân chia các cái thùy não. Khe sinuvius sẽ tương ứng với 1/3 giữa đường mũi và lambda. Rãnh Zonando là điểm phía trên từ điểm giữa đường mũi và chẩm đo ra sau 2 cm, điểm dưới là giao điểm của đường mũi và lambda. Sau khi tìm các đường cơ bản nhất, sẽ phóng chiếu các cái thùy não trên da đầu tương ứng với cái vùng chức năng của vỏ não và quy chiếu trên da đầu một số khu trong đầu châm thường dùng. Bước thứ hai là xác định các cái đường tiêu chuẩn. Có hai đường tiêu chuẩn, đó là đường dọc giữa trước sau và đường mày chẩm. Để đường dọc giữa trước sau là đường từ điểm giữa ụ trên gốc mũi dọc đến ụ chẩm ngoài, đường mày chẩm là đường từ điểm giữa trên lông mày ngang đến ụ chẩm ngoài. Thứ nhất là khu vận động. Về cái phân vùng đầu châm thì hiện nay các tác giả đưa ra rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái phân vùng thành 16 khu được đa số các nhà lâm sàng sử dụng. Thứ nhất là khu vận động. Khu vận động thì được coi là sự quy chiếu tương ứng của cái diện vận động ở hồi trước trung tâm. Vị trí của nó là một đường thẳng nối giữa hai điểm. Điểm phía trên là từ điểm chính giữa của đường giữa trước sau đo ra sau 0,5 cm. Điểm phía dưới là điểm gặp nhau giữa đường mày chẩm và tóc mai. Khu vận động thì chia ra 5 phần bằng nhau. Về tác dụng, 1/5 trên là vận động chi dưới, tác dụng để điều trị các bệnh lý chi dưới đối bên. 2/5 giữa là vận động chi trên, tác dụng điều trị các bệnh lý chi trên đối bên. 2/5 dưới, vận động ở mặt, tác dụng điều trị các bệnh lý thần kinh sọ đối bên, thất ngôn. Khu thứ hai là khu cảm giác. Khu cảm giác là sự quy chiếu của diện cảm giác ở hồi sau trung tâm. Vị trí của nó là đường thẳng song song với khu vận động ra sau 1,5 cm. Về tác dụng, khu cảm giác 1/5 trên, tác dụng điều trị các bệnh lý vùng vai gáy như đau vai gáy, đau lưng ở bên đối diện. Khu cảm giác 2/5 giữa, điều trị các rối loạn cảm giác tay ở bên đối diện. Khu cảm giác 2/5 dưới, điều trị các rối loạn cảm giác vùng nửa mặt bên đối diện. Các khu châm ở vùng da đầu mặt bên ngoài hai khu cảm giác và vận động. Còn các khu khác như khu kiểm soát múa giật, dung, khu vận mạch, khu vận dụng, khu ngôn ngữ 2, khu ngôn ngữ 3, khu tiền đình. Về khu kiểm soát múa giật, run, cách xác định là song song và phía trước khu vận động 1,5 cm, tác dụng điều trị các triệu chứng như múa giật, hội chứng Parkinson, tăng trương lực cơ. Khu vận mạch, vị trí là song song và trước khu kiểm soát múa giật 1,5 cm, tác dụng điều trị các bệnh lý về tim mạch như tăng huyết áp. Khu tiền đình ốc tai là đoạn nằm ngang dài 4 cm từ đỉnh của loa tai lên 1,5 cm là điểm giữa, từ đây kéo ra trước 2 cm và ra sau 2. Tác dụng của nó là điều trị các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, ù tai. Khu ngôn ngữ 2 và ngôn ngữ 3, tác dụng điều trị thất ngôn. Khu vận dụng là khu để điều trị các cái trường hợp mà mất vận động cao cấp. Các khu châm ở da đầu mặt đỉnh có khu vận động cảm giác chân, vị trí là song song với đường giữa và cách đường giữa 1 cm. Điểm bắt đầu của vùng này tương ứng với điểm trên của khu cảm giác kéo ra sau 1 cm. Tác dụng của khu này là điều trị đau lưng, liệt và rối loạn cảm giác ở chi dưới. Ở mặt sau thì có hai khu, đó là khu nhìn và khu thăng bằng. Khu thị giác thì cách xác định là điểm nằm phía trên đường ngang qua ụ chẩm 1 cm và cách đường giữa 1 cm. Từ điểm này thì kéo lên trên thành một đường thẳng, mỗi đường kéo dài 4 cm. Tác dụng điều trị các rối loạn thị giác có nguyên nhân vỏ não. Khu thứ hai là khu thăng bằng. Xác định bằng cách từ một điểm trên vùng thị giác cách đường giữa 3,5 cm, từ điểm này thì kéo xuống thành một đường thẳng, mỗi đường kéo dài 4 cm. Tác dụng điều trị các rối loạn thăng bằng có nguyên nhân tiểu não. Ở mặt trước có 5 khu. Thứ nhất là khu dạ dày là một đường thẳng đi ngang qua đồng tử song song với đường giữa đầu và cắt nếp tóc trán tại một điểm, từ điểm này thì kéo thẳng lên một đoạn dài 2 cm, tác dụng điều trị các bệnh lý ở vùng bụng trên. Khu gan mật từ điểm dưới của đường xác định khu dạ dày, ta kéo xuống trán 2 cm, điều trị các bệnh lý ở gan mật. Khu ngực ở nằm giữa
nằm giữa đường dọc giữa và đường dạ dày. Vùng này kéo dài 4 cm, điều trị các bệnh lý tim mạch, hô hấp, khu sinh dục đối xứng với đường của vùng ngực qua đường của vùng dạ dày từ nếp tóc trán lên 2 cm. Tác dụng điều trị các bệnh lý ở hệ sinh dục, tiết niệu, khu ruột là vùng kéo dài của đường sinh dục. Tác dụng điều trị các bệnh lý ở vùng bụng dưới. Và các tác giả khác nhau thì đưa ra các cái phân khu về châm da đầu khác nhau. Vì vậy mà đến năm 1991 thì Tổ chức Y tế Thế giới đã chuẩn hóa quốc tế 14 đường châm của da đầu, ký hiệu là MF và có số thứ tự từ MF1 đến MF14. Về vị trí xác định của các cái của 14 đường châm này sẽ dựa vào các cái huyệt ở trên các cái đường kinh. Vùng trước trán thì có 4 đường từ MF1 đến MF4. Ở vùng thái dương đỉnh có 2 đường MF6, MF7 là đường chéo đỉnh thái dương trước, đường chéo đỉnh thái dương sau. Vùng đỉnh có 3 đường, MF5 là đường giữa đỉnh đầu, MF8 là đường đỉnh bên 1, MF9 là đường đỉnh bên 2. Về mặt bên thì có 2 đường là MF10 là đường thái dương trước, MF11 là đường thái dương sau. Phía sau có 3 đường, đường chẩm giữa trên, đường chẩm bên trên và đường chẩm bên dưới. Về cái kỹ thuật châm cứu cấp ở trong đầu châm thì về nguyên tắc chọn huyệt, chúng ta sẽ chọn các cái chọn bên đối diện với bên tổn thương và kết hợp với các khu khác nhau tùy từng trạng bệnh nhân, vùng kích thích chính hoặc và vùng kết hợp. Về phương tiện, kim châm cứu ở đây dùng là kim làm bằng thép không gỉ, vô khuẩn dùng một lần, kích thước là 0,25mm x 5cm. Các bước tiến hành ở trong đầu châm, thứ nhất là bộc lộ các vùng cần châm và xác định vùng cần châm, sát khuẩn bằng cồn 70 độ, châm kim từ từ qua da theo góc từ 10 đến 30 độ và châm nhanh qua da để tránh gây đau cho bệnh nhân. Hướng và độ sâu sẽ tùy từng vùng cần châm, thực hiện các thủ pháp để đạt được đắc khí. Về chỉ định của đầu châm thì đầu châm được ứng dụng trong rất là nhiều lĩnh vực như trong điều trị các bệnh lý thần kinh như đột quỵ não, liệt dây thần kinh ngoại biên, các bệnh lý về cơ xương khớp như đau lưng cấp, đau vai gáy, bệnh lý thuộc hệ tiêu hóa, bệnh lý thuộc hệ sinh dục tiết niệu và các bệnh lý khác như suy nhược thần kinh, rối loạn lo âu. Về chống chỉ định của đầu châm thì cũng tương tự như châm cứu. Thứ nhất là các cái trường hợp mà bệnh nhân thực hiện bệnh lý cấp cứu. Thứ hai là cơ thể ở các trạng thái không thuận lợi như vừa lao động, đói, quá suy nhược hoặc là suy tim nặng. Về tai biến thì có hai cái tai biến thường gặp. Thứ nhất là vựng châm. Vì khi mà chúng ta sử dụng phương pháp đầu châm thì sẽ kích thích rất là mạnh. Vì vậy mà bệnh nhân thường xảy ra cái hiện tượng vựng châm. Cần chú ý động viên và tránh kích thích mạnh với những bệnh nhân châm lần đầu. Thứ hai là tai biến chảy máu sau rút kim. Tai biến này thì xử lý rất dễ dàng. Sang phần thứ hai là các phần về nghiên cứu và ứng dụng của đầu châm trong điều trị một số bệnh lý thần kinh. Một số vấn đề đặt ra hiện nay vì đầu châm cũng như các cái khoa học công nghệ mới thì đều phải trải qua một cái quá trình thử thách. Và các cái câu hỏi đặt ra bởi vì đầu châm nó nằm ngoài những cái lý luận cơ bản của y học cổ truyền và là một cái phương pháp mới với y học hiện đại. Và các câu hỏi đặt ra rằng liệu đầu châm ở trong phục hồi các cái chức năng thần kinh và có tác dụng hay không, và việc mà bệnh nhân phục hồi liệt là tiến triển tự nhiên hay do tác dụng của châm cứu. Thì có rất là nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để tìm hiểu về cái cơ chế tác dụng của đầu châm trong phục hồi chức năng thần kinh. Như một nghiên cứu đã chứng minh được rằng đầu châm thì có tác dụng phục hồi thần kinh thông qua cái đường dẫn truyền thần kinh thông qua các cái chất trung gian nội sinh học nội sinh như yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ vỏ não PTNF. Và một số nghiên cứu thì chứng minh rằng cái châm cứu nó sẽ làm tăng cái nồng độ ATP tại cái vị trí châm. Và nhiều nghiên cứu khác thì chứng minh được rằng đầu châm có tác dụng lên các cái đường dẫn truyền thần kinh thông qua cái cộng hưởng từ chức năng. Và một số nghiên cứu thì chứng minh rằng châm cứu nó sẽ làm giảm viêm, làm giảm các cái tế bào thần kinh đệm hình thành sẹo và tăng sự phát triển của các tế bào thần kinh gốc. Về ứng dụng của đầu châm trong điều trị một số bệnh lý thần kinh thì đầu châm được ứng dụng trong rất là nhiều bệnh lý thần kinh. Tuy nhiên trong cái nội dung của buổi hôm nay thì em xin trình bày 4 cái ứng dụng chính. Thứ nhất là phục hồi chức năng bệnh nhân sau đột quỵ. Thứ hai là phục hồi chức năng sau tổn thương tủy sống. Thứ ba là điều trị các bệnh nhân mất ngủ. Và thứ tư là liệt bẩy ngoại biên.
Trong điều trị bệnh nhân đột quỵ não thì đột quỵ não thuộc phạm vi chứng trúng phong của y học cổ truyền, và điều trị bệnh nhân đột quỵ hiện nay là một tiếp cận đa chuyên khoa nhằm cải thiện các cái khiếm khuyết thần kinh và ngăn ngừa biến chứng cũng như là giảm nguy cơ tái phát cho bệnh nhân. Các cái phương pháp điều trị gồm có can thiệp phẫu thuật, dùng thuốc, phục hồi chức năng và y học cổ truyền. Và năm 2002 thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo châm cứu là một cái phương pháp mà điều trị cho đột quỵ, và cho rằng châm cứu sẽ có tác dụng cải thiện các cái chức năng về thần kinh như vận động, cảm giác, ngôn ngữ và các chức năng khác. Về ứng dụng của đầu châm trong phục hồi chức năng ở bệnh nhân đột quỵ não thì có 5 cái vấn đề khiếm khuyết với bệnh nhân đột quỵ não như liệt và các vấn đề vận động, rối loạn cảm giác bao gồm đau, ngôn ngữ và chữ viết, rối loạn cảm xúc, tư duy và rối loạn trí nhớ. Phục hồi vận động và cảm giác, ở đầu châm chúng ta sẽ sử dụng hai cái vùng chính, đó là vùng vận động và cảm giác. Về phác đồ đưa ra, thứ nhất là với liệt nửa người sẽ sử dụng 1/5 trên và 2/5 giữa của khu vận động đối bên. Về rối loạn cảm giác nửa người, chúng ta sử dụng 1/5 trên và 2/5 giữa của khu cảm giác đối bên, khu vận cảm chân. Nếu bệnh nhân có kèm theo liệt dây 7 sẽ sử dụng 2/5 dưới của khu vận động. Có rối loạn cảm giác vùng mặt sử dụng 2/5 dưới của khu cảm giác, liệt hầu họng sử dụng khu vận động, rối loạn cơ tròn sẽ dùng các đường giữa đỉnh MS5 và đường trán bên MS4. Và một nghiên cứu, một cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng để tìm hiểu về cái tác dụng của đầu châm trong phục hồi cái liệt của bệnh nhân sau đột quỵ. 120 bệnh nhân đã được liệt nửa người sau khi đột quỵ từ 1 đến 7 ngày, được chia thành hai nhóm, đó là nhóm chứng là điều trị cơ bản và nhóm nghiên cứu kết hợp thêm phương pháp đầu châm, thì thấy rằng ở nhóm nghiên cứu đã có sự cải thiện về cơ lực tốt hơn và giảm cái điểm NIS tốt hơn ở nhóm chứng. Về cái phục hồi ngôn ngữ ở bệnh nhân đột quỵ não thì sẽ sử dụng chủ yếu ba cái vùng, đó là vùng ngôn ngữ ở khu vận động, vùng ngôn ngữ 2, vùng ngôn ngữ 3. Về phác đồ với bệnh nhân rối loạn ngôn ngữ sau đột quỵ thì sẽ chia làm 4 cái dạng chính. Thứ nhất là thất ngôn không lưu loát, chúng ta sử dụng vùng ngôn ngữ 1 là 2/5 dưới khu vận động. Với thất ngôn mất ngôn ngữ lưu loát thì chúng ta sử dụng vùng ngôn ngữ 3. Thất ngôn dẫn truyền sử dụng vùng ngôn ngữ 2, thất ngôn toàn bộ thì chúng ta sử dụng cả 3 vùng. Và tại khoa y học cổ truyền năm 2020 thì cũng đã thực hiện một cái đề tài về đánh giá điều trị thất vận ngôn trên bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp bằng phương pháp đầu châm. Cái chỉ tiêu để đánh giá mức độ thất ngôn là theo thang điểm Kaplan năm 1984 và đánh giá cái độ phục hồi tình trạng khó nói theo độ dịch chuyển của thang điểm đánh giá mức độ của thất ngôn. Trong đó tốt là chuyển được 2 độ, khá chuyển 1 độ và kém không chuyển độ. Về quy trình nghiên cứu là bệnh nhân sẽ được chia thành 2 nhóm. Nhóm chứng sử dụng thuốc y học cổ truyền, thuốc y học hiện đại phục hồi chức năng và thể châm. Nhóm nghiên cứu có kết hợp thêm đầu châm. Và kết quả sau 30 ngày điều trị thì thấy rằng tỷ lệ bệnh nhân đạt kết quả tốt và khá sau ở nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp đầu châm là 86,7%, cao hơn nhóm chứng sử dụng thể châm đơn thuần là 71,7%. Và sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê. Về phương pháp đầu châm trong điều trị rối loạn tư duy và nhận thức sau đột quỵ thì có một nghiên cứu được tiến hành để đánh giá về cái khả năng hồi phục tư duy và nhận thức của bệnh nhân sau đột quỵ thông qua cái quang cận hồng ngoại, thì thấy rằng cái mức độ cải thiện nhận thức và nồng độ hemoglobin ở nhóm nghiên cứu có sử dụng đầu châm thì cao hơn ở nhóm chứng không sử dụng đầu châm. Sang cái phần thứ hai là phần đầu châm trong phục hồi chức năng do tổn thương tủy sống. Thì tổn thương tủy sống là một bệnh lý mà do nhiều nguyên nhân gây ra như chấn thương cột sống, viêm tủy, và khiếm khuyết về chức năng thì sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân và vùng tủy sống bị tổn thương. Trong y học cổ truyền thì tổn thương tủy sống thường sẽ thuộc chứng nguy. Về phác đồ của đầu châm với các bệnh nhân mà có tổn thương liệt tứ chi, chúng ta sẽ dùng 1/5 trên và 2/5 giữa của khu vận động, liệt chi dưới sử dụng 1/5 trên của khu vận động. Nếu bệnh nhân có co cứng cơ sử dụng khu kiểm soát múa giật và run, có các rối loạn cảm giác sử dụng khu 1/5 trên và 2/5 giữa khu cảm giác. Nếu có rối loạn giao cảm sử dụng khu ngực. Về ứng dụng của đầu châm trong điều trị mất ngủ thì mất ngủ thuộc phạm vi chứng thất niên theo y học cổ truyền. Về phác đồ điều trị mất ngủ, chúng ta sẽ sử dụng đường giữa đỉnh MS5, đường trán bên 1 MS2, đường trán bên 2 MS3. Nếu kèm theo đau đầu, dùng đường kết hợp thêm với đường thái dương trước MS10. Nếu chóng mặt, kết hợp thêm đường thái dương sau MS11.
một cái phân tích gộp về cái hiệu quả và độ an toàn của đầu châm trong trong điều trị bệnh nhân mất ngủ, thì thấy rằng cái có sự cải thiện về cái điểm đánh giá mất ngủ Pittsburgh ở nhóm mà sử dụng đầu châm tốt hơn so với nhóm sử dụng thuốc hay là giả dược. Đầu châm trong điều trị bệnh nhân liệt bảy ngoại biên là liệt dây thần kinh số với liệt dây thần kinh số 7 vô can, liệt mặt beo thì thuộc phạm vi chứng khẩu nhãn hoa tá trọng trong cổ truyền và nguyên nhân là do lạnh gây ra. Về phác đồ đầu châm, chúng ta sẽ sử dụng 2/5 dưới khu vận động. Nếu bệnh nhân có rối loạn cảm giác nửa mặt, sử dụng kết hợp thêm 2/5 dưới ở khu cảm giác. Nếu có co thắt nửa mặt sau liệt mặt thì sẽ kết hợp thêm với khu kiểm soát múa giật run. Và đầu châm trong điều trị bệnh nhân liệt bảy ngoại biên thì đã được ứng dụng từ rất là lâu ở Trung Quốc và có một nghiên cứu được tiến hành trên 80 bệnh nhân vào năm 1989. Các bệnh nhân thì được sử dụng phương pháp đầu châm với thời gian từ 4 ngày đến 2 năm thì thấy rằng kết quả phục hồi hoàn toàn là 90% và có cải thiện là 10%. Một nghiên cứu khác được tiến hành trên 48 bệnh nhân vào năm 1994, bệnh nhân liệt bảy ngoại biên được điều trị bằng đầu châm ở vùng vận động thì cho kết quả 25 trường hợp, tương ứng với 52% là cải phục hồi hoàn toàn, 38% là có cải thiện và có 5% là không cải thiện. Một số lưu ý mà khi thực hiện đầu châm thì về thủ pháp, chúng ta khi mà thực hiện cái đầu châm thì sẽ phải tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh và chẩn đoán bắt cương theo y học cổ truyền và phối hợp thêm với các phương pháp điều trị khác để đạt được hiệu quả. Phần trình bày của em đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô và đồng nghiệp.